Hello mọi người, lại là Sơn Đẹp đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần login trong cái quản lý hiệu tay này nhé. Trước hết mình sẽ review cái sản phẩm mà chúng ta đạt được sau khi các bạn xem cái video này. Mình sẽ tạo một cái form đăng nhập như vậy. Mình sẽ edit cái form này hình như vậy và có thể đăng nhập vào cái form admin luôn. Mình sẽ bắt đầu nhé. Trước hết chúng ta tạo một cái process create the new project. Sau đó các bạn chọn cho mình cái chỗ Windows Form at app at .NET Framework. Sau đó các bạn đặt tên là gì? Mình đặt tên là Pharmacy System Pharmacy Pharmacy System Pharmacy hả? System Pharmacy Pharmacy hệ thống quản lý System Management. Ok, tạm thời như vậy. Và các bạn đặt tên gì các bạn đặt nhá, mình sẽ riêng tới phần desktop stress ob no, ob mà là window test yes test mình sẽ dựa vào cái sản phẩm login. Mình sẽ dựa vào cái form chữ và cái size trong cái phần login cũ. Mình sẽ làm nhanh cái phần front end nhé. Còn phần back end chúng ta sẽ làm nhanh. Lướt qua phần front end trước. Trước hết chúng ta bạn sửa cho mình cái form này. Đầu tiên các bạn chọn cho mình form chữ form pro size. Bạn chọn là none cho mình. Sau đó mình chỉ thấy chữ for color. Bạn chọn vào là black. Rồi background color bên chọn mình là white mình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ dựa vào size kích cỡ bên cái hàng kia. Hàng cũ. Đây. Size copy. Ok, bây giờ các bạn chọn cho mình cái chữ no. Bạn chọn cho mình cái chữ là panel. Không vào panel đây. Ok, mình sẽ chọn kích thước bên bên kia, panel. Kích thước slide. Ok, slide bấm vào panel, chọn slide, chọn vào đây. Location mình sẽ chọn location là 00 nhé, 00. Và màu sắc của cái hàng này á mình sẽ chọn là background background color của người là 64 64 64. Ok, mình chọn mình dùng mình chữ label. Rồi chọn một label ở đây. Mình sẽ chọn cái đây. Cái mình chọn sẽ chọn phông chữ cái phần này. Mình làm lướt nhanh cái phần comment này nhá. Đây coi coi. Cavalry Italic 32, ok, hiểu rồi. Italy Black Locker, chọn bây giờ mình là White. Cavalry, Cavalry, Calibri, Italy, Italy, 32, 32. Ok, ghi chữ là quản lý hiệu tây, quản
xưa mình xin cái chữ Unicane cái nhau quản lý hiệu thuốc tây, quản lý hiệu thuốc tây. Quản lý hiệu tây, quản lý cho xuống dòng được không ta? Ok, cho xuống dòng cho nó gọn nhá. Quản lý ok, chờ nó đây. Sau đó các bạn chọn cho mình chữ bấm vào cái checkbox, box bạn chọn chữ picture, mình gọi chữ picture box. Trong picture này á, các bạn cho mình sẽ gửi cái file ảnh ở dưới phần description cho các bạn có thể tải về và tham khảo nhé. Mình sẽ chọn kích cỡ của thằng này, size là size của ảnh này là này, mình sẽ chọn size. Sau đó mình sẽ bấm vào đây, mình chọn choice image local because mình có thể file, nhưng mình ở đây mình có đã có file sẵn rồi, mình sẽ local resource. Image mình sẽ chọn là cái ảnh đây. Open ok, mình chọn vào đây, mình chọn chữ size model, mình chọn bằng chữ chest, mình chest image ok. Bấm vào đây mình chỉnh cho nó đều xíu. Ok, sau phần này rồi mình sẽ chọn cái phần chọn cho mình chữ label, chọn cho mình cái chữ bottom. Bottom này á không có cái runner. À, trước hết chúng ta nếu mà không có runner cái phần thư viện á, runner đây. Nếu mà chúng ta không có cái phần thư viện này, chúng ta sẽ có thể thêm một file DOL. Mình có vi một video hướng dẫn cho các bạn thêm phần cái file DOL giống như vậy nè. Zoom nè, giống như mấy cái này. Bottom nè. Nếu mà các bạn không có cái này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải vào cái project này luôn nha. Có bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách hai đơn giản hơn, đó là bạn vào cái phần file file bạn chọn cho mình chữ đâu edit file view, bạn chọn chữ view nha, bạn chọn chữ view, bạn chọn vào cái hành đầu ta rồi project chứ, vào cái phần project bạn chọn refresh project tutorial item. Manage project item nó sẽ hiện lên phần này, các bạn gõ cho mình bấm vào chữ power, bạn gõ cho mình chữ runner runner 2 ok, bạn chọn cho mình chữ spy framework không ta, runner 2 UI runner chest window form, cái phần bạn chọn cho mình chữ runner2 UI trong Winter Form này, bạn chọn đúng nha. Bạn bấm chữ install. Bấm chữ escape. Các bạn đợi xíu nó tải nha. Sau khi đã làm xong phần này á, chúng ta reload lại cái phần này. Ở đây mình đã có runner 2 rồi nha, mình đã tải rồi. Rồi trước hết chúng ta sẽ chọn cho mình chữ runner bottom 2,
Runner 2. À, Bottom chứ. Bottom. Bạn chữ Runner 2 Bottom. Bạn chọn cho mình vào đây. Tại vì mình chưa gắt nên nó sẽ hiện ở phần này. Mình vào phiên bản phi nha. Nên nó phải có cái này, record second này. Trước hết mình sẽ bấm vào đây. Bạn chọn cho mình cái Bottom. Sẽ làm cái nút Close Exit là nút hot key, fill color bạn chọn cho mình là phần không không 118 225. Ok, sau đó bạn chọn cho mình chữ test nha, bạn xóa cho mình test hết luôn nha. Ok, sau đó bạn chọn cho mình cái no, mình fill color mình phải chọn màu white chứ, đúng rồi white. Sau đó mình chọn cái thằng image pharmacy chữ local import. Sau đó mình các bạn chọn cho mình bức ảnh là no miss. Ok, chọn bức ảnh size là size image là tầm 35 35. Ok, ok đây mày đặt tên cho nó luôn đi em nha. Bạn chọn chữ btn assist là thoát á. Sau tiếp theo bạn chọn chùm chữ label cho mình, label còn là username, đặt tên là username cho mình nhé. Còn ở đâu test rồi ta, test đây. Em chọn cho mình chữ là username. Em chỉnh là cái phần đâu, mình coi cái phần mình chỉnh bên kia là cái phông chữ như thế nào nhá. Coi thằng mình chỉnh cái thằng Capri 14 style là style italic. Ok. Calibri Italic 14. Ok, sau mình chọn những cái chữ bottom đây, gọi là test box Gunner 2 test box nhá. Mình chọn coi cái thứ thằng này bên đây nhiêu size. Size đây, mình sẽ copy cần chân C cần chân V, mình sẽ pass ra một phần nữa là có tên là password test password. Sau phần này rồi á, mình sẽ cho một cái gọi là picture, một cái picture box ở đây. Thứ thứ nó sẽ là bấm vào cho image local cost import. Bạn chọn cho mình cái ảnh là medicine open. Ok. Đây còn kích thước bên kia như nhau. Size. Ở đây mình sẽ chọn size. Image size rồi. Normal. Dress image cho mình. Rồi bạn chọn cái chữ size. Ok. Mình chỉnh lại xíu cho nó ok xíu nha. Ok. Bạn bỏ chữ cỏ vô chữ số box, bạn gọi chữ panel cho mình. Nhưng là bạn nãy panel kia, giờ mình chọn Gunner panel 2 nha. Gunner 2 panel. Ok.
Mình sẽ coi thằng kích thước bên kia như thế nào kìa. Size 500, ok. Gõ chữ size, bỏ cho mình 10, 500. Màu sắc của nó là, cho nó là màu white background. Mình sẽ chọn nó là 0 118225. Ok. Chỉnh cho nó ok xíu. Ok, mình coi chạy như thế nào cái nha. Sửa lại cái phần. Ok, hiểu rồi. Khoan đã mình xíu. Ảnh này qua đây xíu. VTSS. Bạn bạn bấm vào mình bạn đặt tên cho mình rồi nha. Đặt tên là VTN nha. Bạn bấm vào đây. Đặt tên rồi, sau đó bạn vào nhấn đúp vào cái thằng này. Bạn gõ chữ là application.assist. Rồi. Ok. Trước hết rồi bạn tạo cho mình chữ hai cái gõ hai chữ bottom runner bottom 2. Ok, mình sẽ edit nó là test là đăng ký đăng nhập chứ, đăng nhập. Đăng nhập. Có phông chữ bên kia sao nhá. Mình sẽ là lướt nhanh, làm lướt nhanh mấy phần này. Zero UI Po 11. Này. Po 11. Ok. Sau đó bạn chọn cho mình chữ đặt tên cho nó là PTN. Xin đi cho nó xin gọi là xin in. Gọi là đăng ký đăng nhập. Mình chọn cho mình chữ border style không border radius chọn cho mình là 19 19 ok kéo ra xếp phần thứ hai á mình chọn chữ hover style mình nhé chọn chữ hover style thinness chứ thinness bạn chọn cho mình 1 bằng 1 border thinness. Mình chọn cho mình cái chữ hover style đây chọn vào hover style mình chọn cho mình là border color khi mình hover vào đó nó sẽ hiện lên phần viền là black phần không 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 0118225 rồi fill color nghĩa là màu của nó được đổi là mình cho nó màu trắng đi nha white white rồi full color mình sẽ cho nó là màu màu đen đi black ok rồi mình bấm chỗ đây mình chọn kênh trên C một kênh V bát ca kênh trên C kênh trên V nha vào đây mình sẽ chọn thay đổi nó là chữ re tải lại đi chữ tải lại ok bạn đặt tên nhưng mình đổi lại nha đây vui là bên hai bạn đổi tên nhưng mình là PTN Glock Glock cái mình ghi chữ tiếng Anh đây cho nó gọn nhá Glock
đăng nhập. Và đây mình sẽ đợi để cho nó là cái bức ảnh từ image rồi ta, image chấm cho mình local image cost import đăng nhập. Không quên, tùy quên. Chìa khóa. Đây, hay, open. Ok. Với chìa khóa này mình sẽ đặt trên nó là image size, mình chọn cho mình là 30. 30 cho mình. Hơi bự nha. Cái phần này là mình chọn là fill color. Fill color mình đổi cho mình nha, fill fill color là bạn chọn là 0 0 1 1 8 hay là 0 1 1 8 cho mình. Vẫn phần tải lại mình chọn cái thằng image chấm style local cost import reload là thằng đây. Open. Ok. Các bạn có thể lấy bức ảnh của bạn tải trên mạng, nhưng mình có để cái phần là file file ảnh này ở dưới phần description, có gì các bạn có thể coi nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ phần mình sẽ coi cái thằng nó làm thế nào rồi. Start. Xong có phần cái hàng victim này ta. Nó tiêu bằng victim mình rồi. Có lẽ là như vậy ha. Mình sai cái phần này rồi. Khoan mình coi cái hàng. Sai. Local. Size 44, 45. Nó không hiện cái này, khoan để mình coi test nha. Size. Size bấm chỗ này, size 44, 45. Mình gọi chữ local. Hay chữ local thì mình kiếm chữ local thì mình nha. Location á. Location. Có nha. Đây. Star. Xin mắc nha nha. Qua em mình coi lại cái. Vâng, đây mình chọn cái hàng form, mình chọn form chính. Chết tiệt này. Mình sorry nha. Mình lộn. Mình bấm vào đây. Mình chưa có thằng có panel. Phải có thằng panel mới được. Đúng không? Quả ông ta. Đúng rồi, mình phải có thằng panel. Form panel image local location đây. Thì ra vậy location đây có vẻ như là image mình sai. Đây mình chỉnh cái phần Windows style nhá. Vẫn vào form này mình chọn cho mình chữ là start position nhá. Chọn center screen là giữa bảng. Mình có thằng đây là gì? Image style.
30-30 mà ta. Đợi mình 30-30. Đổi lại ngay Messi, đổi mình 30 nha. Star. Ok. Đúng rồi. Nào bấm đây. Log in. À, mình sẽ đổi lại cái folder color nữa. Đây ok. Mình sẽ exit nó ra. Ok, tạm thời như vậy. Mình sẽ bấm vào đây. Ctrl C, Ctrl, Ctrl. Mình sẽ đổi cho mình chữ four color nhá. Đây, four color mình đổi thành black cho mình. Chữ chữ ghi trong đây là màu gì? Là màu đen. Ok. Bây giờ mình sẽ tạo cho mình cái hàng solution. Mình tạo cho mình cái hàng vào đúng vào đây nha. Các bạn bấm vào này nè. Bấm vào đây. Chọn chữ as new item. Bấm chữ form window form. Ở đây mình gọi cho mình là form admin đi. Mình tạo một cái form admin nhé. Form admin đây. Bây giờ mình sẽ gõ hàng system, bấm lại cái hàng phim chính lại nha. Các bạn bấm vào đây, tôi đăng nhập. Ok. Các bạn bấm vào đây. Mình đặt tên cho ok, bây giờ mình edit vào đây nhá. Khi mình đăng nhập đúng á thì nó sẽ hiện qua cái hàng form admin. Bây giờ mình sẽ làm cái bước đó. Bây giờ mình sẽ làm nếu nếu á mà txt, nếu mà txt chấm mình chưa đặt cái phần tên kia, sorry các bạn nha, mình sẽ đặt hàng kia, hàng phân chính này nè. Mình đặt cái bấm vào chữ checkbox này nha, bạn chọn cho mình cái hàng checkbox này, bạn đặt tên cho mình là txt username. Username password mình bỏ cho mình là ptn, lộn tt password password. Sau hôm này rồi á, các bạn bấm vào chữ đăng nhập lại cho mình cái đăng nhập này tt chấm nếu 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 tt.username chấm test mà bằng với nicky và tt.password chấm test mà bằng với chữ pass thì chúng ta sẽ thì chúng ta sẽ form admin chấm admin new form admin admin chúng ta sẽ tạo một tượng, xong chúng ta sẽ show cái đối tượng nó ra ngoài. This haste. Ok, bây giờ chúng ta test thử nha. Nicky, username Nicky, password là pass. Đăng nhập. Ok, nếu đăng nhập thành công nó sẽ hiện cái form admin này. Bây giờ mình sẽ this show và ngược lại, nếu ngược lại nếu nhập không đúng, nếu 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 không nhập không đúng thì sẽ show ra mà spot chấm show show ra là
lỗi à, mình sửa cái UK cái. UK lỗi username hay password. Thì đó là lỗi. Người mình sẽ được gọi, mình sẽ bấm đi my social post button chấm ok phải message post icon chấm ego ok star. Giờ mình nhập sai thử nha. Giờ mình nhập sai. Nhập lỗi username hay password. Ok. Nhà nhập lại đúng nè. Whiskey. Pass. Ok. Mốt mình sẽ làm cái database luôn. Nó sẽ phân quyền cái admin và cái người bán thuốc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần cái form design chúng ta. Ở phần này á, chúng ta sẽ bấm vào nháy đích cho mình chưa thể lại nha. Bạn kiểm tra cho mình bạn có đặt tên là đúng hay không. BTN đây, BTN Gloss, Gloss là tải lại. Bạn bấm vào nháy đích cho mình nha. Nó sẽ hiện ra phần này. Các bạn sẽ username.clear, nó sẽ xóa cái dữ liệu trong đây. tt password.clear. Ok. Tạm thời cái video này như vậy. Username Niski. Niski. Password. Đăng nhập. Ok. Chúng ta sẽ reload lại. Show admin show no, khoan mình coi lại cái phần như vậy thì không có đúng. This hide the past à, tạm thời như vậy đi, xíu mình sẽ sửa sau phần video sau mình sẽ edit lại. Bấm star, bấm đây đây, nó sẽ ghi tải lại, nó sẽ ghi lost. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn video tiếp theo.